Revenge. Ồ. Mình biết là thời gian qua Hà Nội Kids cũng trải qua rất là nhiều sóng gió. Thế nên là nhân dịp sinh nhật lần 91, cùng chúc câu lạc bộ của mình sẽ cùng lớn mạnh, các thành viên sẽ chăm đi tốt hơn, sẽ tâm huyết với công việc của ban hơn và sẽ thật là thân thiết gắn bó với nhau. Mình hy vọng là các em newbie mới vào cũng sẽ cảm giác gắn bó với Hà Nội Kids như thế hệ với các anh chị. Mình cũng hy vọng là sẽ có thêm nhiều kids sang ra bình luận với chúng mình cho vui. Nhưng mà nhớ là sáng sớm trước khi mình về nước. Mình chỉ muốn nói là chúc mừng sinh nhật Hà Nội Kids. Vào vòng hai chơi với bao hòn gần. Hết nắng rồi. Hôm nay em đã qua vòng vân đi lại mà em vẫn sướng dịp Hà Nội Kids cho mình có tuổi. Phận làm mình kids không xa thì chúc mừng Hà Nội Kids có một tay cầm giấy và đi khắp phố cổ. Chúc cho các kids đi tour vẫn thường xuyên lắm đường. Sau gian khó do mưa gió vẫn cứ bước đều chân. Đi một tour đi mười tuổi phố cứ năm giờ. Không cần bút không cần giấy bước đi khắp nẻo đường. Chúng ta những người con Hà Nội. Lên forum cùng một giờ. Xin chào mọi người, xin giới thiệu mọi người, mình là Hà Kim. Mình vào Hà Nội Kids cũng được khoảng 2-3 năm rồi và là nữ thành viên của ban Hero. Lần này thì về được cho nên là đành phải gửi lời chúc tương ta. Nhân dịp sinh nhật câu lạc bộ thì chúc câu lạc bộ luôn phát triển nhiều nữa và chúc các kids có thể luôn giữ sự vui vẻ và nhiệt huyết cho mình. Đây về với tuổi trẻ sống là những đam mê. Nhớ những lần họp ban làm việc đến 10 giờ tối. Ngày mai lại thi cuối kỳ vài môn. Ôi chết tôi rồi. Hello mọi người. Chào các anh chị em và chào các em newbie. Mình là Vinh Tạ và mình vào Hà Nội Kids từ đợt mùa xuân 2011. Lúc đó thì mình trả lời phỏng vấn sai mất một câu nhưng mà được chủ tịch Trang Kít cho qua. Sau đấy thì mình được vào G2 và hết mình với ban R và Hà Nội Kít trong suốt 4 năm đại học của mình. Hôm nay nhân dịp sinh nhật Hà Nội Kít thì mình chúc uy tín của Hà Nội Kít sẽ ngày càng lớn mạnh hơn. Hà Nội Kít sẽ tuyển được nhiều thành viên háo hức nhiệt tình và luôn sẵn sàng cống hiến cho Hà Nội Kít. Nhân đây thì cũng chúc các anh chị em và các em newbie có rất nhiều sức khỏe để đi tour, nhận được nhiều donation hơn và sẽ có rất nhiều trải nghiệm thật vui với những vị khách của Hà Nội Kids. Chúc mừng sinh nhật Hà Nội Kids. Trong tuần mới này sẽ gặt hái được nhiều thành công và có những bước phát triển mới. Hy vọng là hoạt động của các ban sẽ được đẩy mạnh hơn nữa. Mọi người luôn luôn đoàn kết và làm việc thật là hiệu quả. Cuối cùng là chúc mọi người có một buổi tối thật là vui và đáng nhớ. Chị là Mai, sinh viên là Mèo Dân Áp, mọi người hay gọi tắt là Mèo. Chị là Bô Lão, tham gia Hà Nội Kids từ tháng 4 năm 2007, có nghĩa là cũng được hơn 10 năm rồi. Hiện tại chị đang sống tại thành phố Pattaya, Thái Lan, và nơi chị làm việc là khách sạn Intercontinental Pattaya Resort. Nhân dịp này thì chị muốn gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Hà Nội Kids. Chúc các kids sẽ luôn đoàn kết, yêu thương nhau. Chúc Hà Nội Kids sẽ ngày càng lớn mạnh. Và hy vọng rằng sau này dù có đi đâu thì Hà Nội Kids sẽ vẫn luôn ở trong tim các em. Các kids thân mến, nhân dịp sinh nhật lần 91 của câu lạc bộ, xin chúc cho Hà Nội Kids sẽ có một bữa tiệc sinh nhật thật là ấm cúng. Và mình xin chúc cho tất cả các thành viên sẽ luôn tận dụng thật tốt cơ hội để gắn bó và trưởng thành cùng với Hà Nội Kids. Chúc mừng sinh nhật. Xin chào. Chào cả nhà. Hello cả nhà, mình là Kit Ngô. Chị là Ngao Ngao. Ngao là Hà Nội Kids năm nào nhỉ? Chị vào tháng 9 năm 2010. Em là tháng hình như là mùa xuân năm 2012. Đây là tháng 3 năm 2012. Hiện tại thì bọn chị đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Nên là cũng chắc phải mấy mùa xuân rồi chưa được tham dự sinh nhật của mình Kit. Mùa xuân năm nay cũng vậy. Nên là quyết tâm phải comeback ở trong một cái clip nhỏ nhỏ để chúc mừng sinh nhật của Hà Nội Kids. Và chị chúc Hà Nội Kids luôn là số 1 trong lòng du khách. Và là số 1 trong lòng tất cả các thành viên của gia đình nhà Hà Nội Kids. Happy birthday! Ở bên nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Hà
thôi mà anh đang đói mèo thèm làm tô phở và cùng